Hello anh em, xin chào anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục là ngày thứ hai đi đình nha mọi người. Đi đình nhà Phước Hưng ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Ở gần chợ Phú Tân mọi người nha. Đây. Cả chị khoa. Không đi rồi, chào anh. Dính đó nha bà Sáu ơi. Mạnh đó thì nó không sợ bà Sáu, mình sợ nó chết. Để bác nghe, đi vô mình sợ bà về nhà ông mày ớt sao? Mới giờ nấu à, con chạy lên trên nhà, mới lên trên phòng muốn xíu à. Nó chạy vô nó hổ ăn mày gì lẻ vậy? Bóng đèn tắt nó thui à. Mời cái gì ba? Nó mệt. Đi xuống đi. Hello anh em nha, bữa nay mình đi đình mọi người ơi. Bữa nay là ngày thứ hai. Ngày mai nữa là ngày ngày cuối của đình. Ngày mai. Bữa nay là đêm giữa và ngày mai là đêm cuối. Đợi xe chơi, vô đợi chơi. Hmm.
Bên này đồng. Bên này đông quá trời đông rồi. Đông hơn ngày hôm qua ấy mọi người. Ngày hôm qua là đêm đình đầu tiên. Anh em. Cái bánh tròn tròn là bánh cống đúng không ta? Bánh xay. 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 Ngày mai, ngày mai chắc nó đông lắm mà. Mai đêm tối. Mai đêm tối. Hai đi giờ này cũng thưa mạnh. Nó còn chung cái đi 500 m. Không biết chuyện dưỡng ba có vô. Ba gì ba. Em nướng mọi người. Đi được con gấu kìa mạnh. Thằng nó chơi cái gì được con gấu chứ. Phóng á, không đi tiêu á. Ồ vậy thôi, ra phóng cái ơi, đang phóng gấu đi coi. Nó hỏi em phóng không, phóng thì tiêu lấy nước hay lấy gấu? Tao nói lấy nước uống đi mà lấy gấu mà tặng người yêu hay vậy. Dạ. Chú gì? Wow, bữa nay đông. Đông nghẹt người luôn. Gỏi cuốn mọi người, bánh xày, gỏi cuốn. Ở đây có bánh cống. Gần tới đình rồi, gần tới cổng đình rồi. Nhìn đẹp đẹp ha. Ngày mai rằm, bữa nay ngày 14 tây, ngày 14 âm lịch. Bảo ơi, Bảo ơi. Hello. Hello. Xin chào các bạn. Bye bye, bạn ba.
Ừ. Bóng đèn á. Đẹp không? Bóng đèn đẹp quá. Ừ. Hello. Hello. Không phải cả. Nhìn đi. Hello. Xin chào. Tới cộng đình Phước Hưng. Ai mua vé số không? Tới cộng đình Phước Hưng này mọi người. Xã Phú Tân, khu phố 1, ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đình Phước Hưng mọi người. Đi đi. Quốc hội khán giả thì thức qua dùng ra nữ nghệ sĩ Kim Hiền với nhạc phẩm được mang tên Hồn Quê. Hồn Quê. Phải Hồn Quê. Hồn Quê hay không? Ngon đấy hả? Ngon, không mày ăn không đâu. Tóc giả hay có. Dạ, lời muốn cho kìa. Chị Minh Nhân thắng phải lẽ nào? Màu nói lại cho sáng phủ đấy gặn rõ. Dạ, tôi bắt cầu hồ ngoại. Đi về thôi, mọi người ơi. Cải lương lâu lắm. Ông Phóng hay giống? Ông Phóng hả? Ông Phóng hả? Mai Phóng. À, coi phê tiêu rồi. Mấy ngàn ba cây á. À,
trong nhà. Thank you.
tôm ảo hả? Hết pin luôn. Hết pin, hết pin. Cái đâu gặp bạn ở trên vậy? Qua đây nè, ba giơ tay. Rồi bữa nào mà không ngồi chung nào? Cái gì? Ok.